1001 câu chuyện. Ủa mấy giờ rồi ta? Ơi, 6 giờ rồi. Mình phải dậy để không mẹ la. Ý, mà hôm nay chủ nhật mà. Mắc gì mình phải dậy sớm ta? Thôi kệ, mình nướng thêm miếng nữa chắc không bị la đâu ha. Dù gì hôm nay cũng đâu có đi học đâu. Mình nướng cỡ 8 9 giờ là mình dậy được rồi. Chứ giờ còn sớm quá, buồn ngủ nữa. Hôm qua lại thức khuya đọc truyện. Thôi kệ, mình nướng thêm miếng nữa chắc không sao đâu. Mới sáng ra mà công việc ngập đầu luôn à, làm hoài mà chả thấy hết. May là mình thức dậy từ 4 giờ sáng, mình chỉ mới dọn sơ được hết cái bếp thôi. Bao nhiêu là công việc luôn á trời ơi, 2 tiếng đồng hồ mà không đâu vô đâu hết. Đã 6 giờ sáng rồi, cái con bé Nana này nó không dậy để nó phụ mình được cái việc nào hay việc đấy. Con gái con nướng gì, bây giờ mà vẫn còn ngủ nướng. Có một ngày chủ nhật để phụ mẹ à, mà cố không dậy nữa. Nana, ra mà phụ mẹ việc nhà đây nè, một mình mẹ làm không có sể. Chắc là chưa dậy nữa rồi. Tôi nói y chang mà. Giờ này mà chưa dậy nữa, đã 6 giờ sáng bé con mắt ra rồi. Nana, dậy con, dậy còn phụ mẹ việc nhà nữa nè. Quá trời công việc bu đầu bu cổ, con gái con nướng con ngày nghỉ ở nhà phụ mẹ đi chứ. Cứ nằm ra nằm nướng ở đó. Nhanh, dậy nè, dậy ăn sáng đi rồi còn phụ mẹ nữa, nhanh nào. Trời ơi, chủ nhật mà mẹ cho con ngủ nướng thêm một miếng nữa đi. Con buồn ngủ quá à, nha mẹ. Ủa, sao lại buồn ngủ? Chứ hôm qua mẹ kêu con 9 giờ là vô phòng ngủ rồi, bây giờ buồn ngủ là sao? Mọi ngày con vẫn dậy được cái giờ này để đi học mà tại sao hôm nay con lại không dậy nổi là sao nè? Thì tại hôm qua con ngồi con đọc truyện đó, bây giờ con lại không có nổi, con đọc tới 1 giờ sáng luôn, tại truyện hay quá trời luôn á. Ý chết, lại khai ra mất rồi, thế nào cũng bị chửi cho coi. Trời đất ơi, đó thấy chưa? Tôi nói mà con nghe đâu. Lì với lợm, con cái nói riết không nghe, con gái con nữa. 9 giờ đi ngủ là đúng giờ rồi, thức cho khuya vô ha. Đọc ba cái truyện, đọc thì giờ nào mà đọc không được. Đọc tầm 1 tiếng, 2 tiếng thôi để thư giãn đầu óc. Ai lại đi đọc tới 1 giờ sáng? Lẹ nè, bây giờ dậy đánh răng rửa mặt, đi ra ngoài phụ mẹ việc nhà đi. Mẹ còn biết bao nhiêu là công việc con có biết không hả? Dạ con biết rồi, mẹ ra ngoài đi, đợi con xíu. Nhanh đi. Lúc nào cũng vậy, có ngày chủ nhật à, lèm bèm không bao giờ cho mình ngủ hết á. Đây nè, ăn sáng rồi xong hết rồi, bây giờ phụ mẹ bỏ đồ vô máy giặt giặt cho khô đi nha không? Còn những cái quần áo khô á, mẹ treo trên chi kìa, con lấy đèn ủi, con ủi cho thẳng rồi treo vào tủ nha không? Bây giờ mẹ phải ra ngoài làm một số việc nữa, nghe chưa? Làm cho đàng hoàng á, không có cà rỡn, hư quần áo là tôi đánh đòn cô á. Dạ con biết rồi, mẹ làm gì mẹ làm đi. Thôi, buồn chán thiệt, ngày chủ nhật mà không được đi chơi, phải ở nhà làm ba cái linh ta linh tinh này. Đúng là. Bây giờ làm sao đây? Mà thôi kệ, bây giờ giặt đồ chút ủi đồ cái đã. Không lát hồi về má lại chửi te tu tàn tạ nữa. Ngay suốt ngày cứ bị ăn chửi miết à. Nana ơi, bà có nhà không, đi chơi nè. Nana. Tôi đây. Cái gì vậy? Tôi đang phơi đồ, giặt đồ, ủi đồ tùm lum tà la nè. Trời đất ơi, có ngày chủ nhật hả? Thôi đi chơi đi, để cho mẹ bà làm. Hơi đâu mà làm. Không có được, tôi mà không làm á là về hả mẹ, bà tạo đồ khô tôi luôn á, bà sắp về rồi. Để tôi làm cho xong, rồi bà về rồi tôi xin bà đi nha, đợi tôi xíu. Còn không á thì xuống làm sao phụ tôi. Thôi, tôi ngồi đây tôi đợi bà xuống bà làm cho lẹ đi, rồi đi chơi với tôi. Vậy bà đợi xíu nha. Ủa, Mimi, con mới tới chơi hả? Hay con bé Nana nó đang làm công chuyện nhà ở trong á. Con qua kiếm nó có gì không? Dạ, chủ nhật được nghỉ, con tính qua rủ Nana đi bơi đó cô. Cô cho Nana đi chơi với con nha. Không được đâu con ơi, Nana nó không có biết bơi mất công, lỡ xảy ra chuyện gì là cô không biết làm sao luôn á. Thôi, ở nhà đi, để cho nó ở nhà nó phụ giúp việc nhà cho cô nữa. Chứ mấy ngày hôm nay á, công việc của cô nhiều lắm, còn quật cả ngày hơn là ngày hôm nay nó nghỉ, cô mới nhờ nó một xíu. Con thông cảm cho cô nha. Mẹ này kỳ ghê á. Có ngày chủ nhật được nghỉ à, con đi chơi với bạn mẹ cũng không cho nữa là sao? Đúng là mẹ muốn gì cũng được hết trơn á. Con còn cãi mẹ nữa hả? Con có nhớ đợt trước con sáng chết đuối một lần hay không? Cũng cái tật ham vui của con đó. Mẹ ý y, mẹ cũng cho con đi. Rồi sao hả? Lỡ lần đó có chuyện gì thì làm sao? Đã không biết bơi rồi á thì thôi đi, cứ lúc nào cũng đòi đi bơi. Lỡ con có chuyện gì thì mẹ lại biết làm sao hả? Ở nhà cho tôi, không có đi đâu hết á. Ở nhà phụ việc nhà cho mẹ nè. Ngày hôm nay á, mẹ rất là nhiều việc nhà con biết không? Hô, mẹ đúng là quá đáng mà. Con ghét mẹ. Chị đi chơi có tí xíu mà mẹ cũng không cho đi nữa. Mẹ thật là quá đáng. Con ghét mẹ nhất trên đời luôn. Thôi bà đi về đi, tôi đi vô phòng đi. Dạ vậy thôi, thưa cô con về. Con thông cảm cho cô nha. Để bữa khác rồi con rủ nó đi. Nhưng mà đi chơi cái gì đó chứ đừng có đi hồ bơi. Chứ con bé nó không có biết bơi, cô lo lắm. Dạ con biết rồi, thôi con về. Hay, còn với cái mình lo cho nó như vậy á, mà nó đâu có hiểu đâu. Lúc nào cũng trách móc, ghét này ghét nọ, nghĩ mà buồn. Mẹ của mình đúng là quá đáng mà. Mình ghét mẹ ghét kinh khủng luôn á. Quỷ nhật ký của mình đâu rồi ta? Bây giờ mình buồn bực, mình không biết làm sao hết. Cũng hơi là có quỷ nhật ký bầu bạn với mình. Mày đây rồi, tao phải viết những gì bực bội trong lòng tao ra mới được. Ngày 26 tháng 7 năm 2019, hôm nay tôi thật sự rất buồn. Tôi ước gì mẹ của tôi biến mất mãi mãi, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thì như vậy tôi mới cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn, không bị mẹ cấm cản bất cứ điều gì. Tôi mong là những gì tôi ước sẽ biến thành sự thật.
tôi muốn sống một mình, không có ai cấm cản tôi. Bất cứ điều gì. Hít hít hít. Ở nhà chán quá, bây giờ phải làm sao đây ta? Mình phải trốn đi chơi mới được. Kệ, bị chửi thì chửi, đánh thì đánh, nhưng mà mình không thể nào mà ở nhà một giây một phút nào nữa. Mình rất là bực bội luôn. Thôi, mình trốn đi. Tới đâu thì hay tới đó. Chả muốn ở nhà thêm cái giây phút nào nữa. Nhìn mặt mẹ là mình chả muốn nhìn rồi. Nana, con đâu rồi? Ra ăn cơm nè. Lẹ đi trễ rồi nè. Nana ơi, Nana. Ủa con này nó đâu rồi ta? Hay là lại nằm ngủ trong phòng nữa rồi? Ủa, nó cũng có không có ở trong đây luôn. Con bé đi đâu rồi ta? Mình đã không cho nó đi rồi, đừng nói lại trốn đi bơi với cái con bé kia nha. Thiệt tình luôn á. Ủa cái gì đây? Cái gì ở trên bàn ở đây, trên giường ở đây? Trời, nhật ký à? Bắt đầu bày đặt viết nhật ký nữa, viết từ khi nào vậy ta? Mà sao nhật ký nó lại quăng ngay ra giường? Này, chắc là nó quên đây. Để mình đọc thử. Mà như vậy thì có mắc lịch sử quá không? Mà chắc không sao đâu. Đôi khi mình đọc mình mới hiểu được con bé chứ. Mình chỉ đọc vài dòng thôi, chắc nó không biết đâu. Cái coi nó ghi cái gì đây? Ước gì mẹ mình biến mất mãi mãi. Trời ơi, tôi không thể tin được mà. Cái con bé này thật là quá đáng. Chắc là nó ghét mình lắm. Cứ tình trạng như vậy là nó không được rồi. Thật sự là nó không hiểu mình, nó cứ nghĩ mình ghét bỏ nó, bắt nó làm cái này cái kia. Được, mình sẽ cho điều ước nó thành sự thật. Để coi trong vài ngày nó không có mình thì nó sẽ ra sao. Mình phải có cách để cho nó hiểu mới được. Cứ như vậy mãi cũng không xong. Thôi, bây giờ mình phải kiếm một nơi nào đó để mình đi vài ngày coi sao. Cái con bé này thiệt là làm mình buồn hết sức vậy đó. Rơi nước mắt. Ủa, sân nhà bóng tâm có ai vậy ta? Mẹ ơi, mẹ. Không biết con ngoài phòng khách hay là ở trong nhà tắm không ta? Mẹ, mẹ, mẹ ơi, con đói rồi, có cơm chưa mẹ? Ủa đâu rồi ta? Mẹ ơi, ở trong đây cũng không có luôn. Hay là lại đi đâu nữa rồi ta? Thôi kệ, mình đi vô phòng nằm. Xíu nữa mẹ về rồi ăn cơm. Hết, trời ơi, tối rồi mà sao mẹ vẫn chưa về vậy ta? Đói mèo rầu luôn. Ít, mà vậy càng tốt ta. Trời ơi, không có mẹ thì mình tha hồ muốn làm gì làm. Ý, mẹ đi luôn cũng được, khỏi về ha. Bây giờ thì mình xuống mình nấu, đỡ có mì mình ăn cũng được, không cần cơm mẹ nấu. Mình quá thông minh, vậy mà mình không nghĩ ra nữa. Tăng 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 tăng. Ước gì ngày mai mẹ cũng không về luôn. Ăn no rồi, thôi mình đi ngủ mới được. Mấy giờ rồi ta? Hả, 9 giờ sáng rồi. Trời ơi, chết rồi, mẹ đâu rồi? Mẹ mà có biết bà chửi, chửi chết. Ủa, mà sao kỳ vậy ta? Hôm nay có 9 giờ sáng mà mẹ vẫn không chửi mình luôn. Ủa, mẹ đâu rồi ta? Mẹ ơi, mẹ ơi. Chẳng lẽ mẹ chưa về luôn ta? Vậy thì điều ước của mình là thành sự thật rồi còn gì nữa. Thích thật chứ. Vậy là từ nay không ai cấm cản mình nữa rồi. Trời ơi, thôi mình đi chơi mới được. Ha ha ha, vui quá đi. Ôi, chơi cả ngày mệt, chứ lại đói rồi. Đói bụng quá ta. Bây giờ sao ta, mình đâu biết nấu ăn. Chẳng lẽ mình ăn mì hoài cũng không được. Ý chết. Không được rồi. Ngày hôm nay tính ra là mình bỏ học luôn á. 9 giờ rồi không ai kêu mình dậy đi học hết trơn. Trời ơi, đã vậy rồi không có gì ăn nữa. Đói quá không ngủ được. Thôi kệ, xuống ăn mì dở. Ăn mì rồi, mình đi ngủ. Sáng mai mình còn đi học, mình phải hẹn đồng hồ báo thức mới được. Trời ơi, ý chết, mình quên giặt quần áo nữa chứ. Không có quần áo thì làm sao mình đi học đây. Bây giờ phải làm sao, mẹ ơi, mẹ về với con đi. Không có mẹ thì mấy công việc này con không biết làm sao hết trơn luôn. Mình sai thiệt rồi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá à. Mình sai rồi, ước gì mẹ quay về với mình mà. Chắc là mẹ đọc được quyển nhật ký của mình rồi. Đúng rồi, quyển nhật ký của mình đâu rồi ta? Chết rồi. Đúng là mẹ lo cho mình, mẹ thật là vất vả. Cả ngày quần quật chỉ lo cho mình thôi. Vậy mà mình lại còn không nghe lời, không phụ giúp được việc nhà nữa. Chỉ ăn với học mà còn không xong. Bây giờ mình mới hỏi hiểu nỗi khổ của mẹ mà. Không có mẹ là mình chả làm gì được luôn. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con gái, mẹ về rồi nè. Sao lại khóc bù lu bù lo lên vậy? Mẹ mới đi có 2 ngày thôi mà. Mẹ về rồi, mẹ về rồi. Con vui quá. Mẹ đã về với con rồi. Mẹ đừng có đi đâu nữa nha. Con xin lỗi mẹ, con biết con sai rồi mà. Con không có như vậy nữa đâu. Từ nay con sẽ nghe lời mẹ. Con biết những điều mẹ cấm mẹ làm đều là muốn tốt cho con. Mẹ đừng có đi đâu bỏ con nữa nha. Vậy bây giờ con đã hiểu được mẹ chưa hả? Mẹ xin lỗi là vì mẹ đã lỡ đọc nhật ký của con. Nhưng mà nhờ đọc được rồi mẹ mới hiểu con nghĩ cái gì. Cho nên là mẹ muốn thử con để xem coi 2 ngày vắng mẹ thì con sẽ như thế nào. Thực ra thì mẹ luôn ở gần con thôi, chứ mẹ không có đi đâu xa hết á. Và bây giờ cô sao, cô hiểu tôi chưa? Hay con với cái. Dạ con biết lỗi rồi, con thương mẹ nhất trên đời luôn. Con không có ghét mẹ. Con biết con sai rồi. Từ nay con sẽ nghe lời mẹ. Vậy được rồi, thôi xuống mẹ nấu cho một bữa thật ngon để ăn nè. Tội nghiệp con gái tôi mấy bữa nay thích ăn mì không ha. Dạ, thương mẹ nhất. Và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Các bạn có bạn nào giống như bạn nữ ở trong câu chuyện này không? Ước rằng là một ngày nào đó mẹ mình sẽ biến mất vì những cấm cản khó khăn mà mẹ mình đã đưa ra cho mình chỉ vì muốn tốt cho mình thôi. Chắc là có đó ha. Thôi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Chúc các bạn
thật là vui vẻ và hạnh phúc.